Sterling lập cú đúp, Chelsea vẫn mất điểm ngay trên sân nhà. Tại vòng 36 ngoại hạng Anh, Chelsea chỉ giành được một điểm sau màn rượt đuổi tỷ số kịch tính với Nottingham Forest. Sau thắng lợi trước Bournemouth ở vòng 35 của giải ngoại hạng Anh, Chelsea trở về sân nhà Stamford Bridge tiếp đón một tân binh khác là Nottingham Forest ở vòng 36. Do The Blues đã sớm hết cơ hội dự cúp châu Âu mùa tới nên huấn luyện viên Frank Lampard quyết định tạo điều kiện cho một số cầu thủ ít đá chính có mặt trong đội hình xuất phát. Trong lần hiếm hoi được trao suất bắt chính ở mùa giải này, thủ môn Edouard Mendy phải vào lưới nhặt bóng ngay ở phút thứ 13, đón quả tạt của René Lodi. Iguani bật cao đánh đầu mở tỷ số cho đội khách. Bị dẫn trước, Chelsea nỗ lực dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Dù vậy, các pha dứt điểm trong hiệp 1 của đội chủ nhà chỉ dừng lại ở mức cơ hội. Phải sang tới đầu hiệp 2, đoàn quân của huấn luyện viên Frank Lampard mới đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Phút thứ 51, đón đường truyền bên cánh phải từ đồng đội, Sterling dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ thành Navas. Chỉ 7 phút sau, cựu cầu thủ Man City hoàn tất cú đúp đưa Chelsea vượt lên dẫn 2-1 bằng pha đi bóng lắt léo bên cánh trái rồi cứa lòng hiểm hóc thành bàn. Dù vậy, tới phút 63, Nottingham Forest lại đưa trận đấu trở về thế quân bình. Từ đường truyền của Mangala, Iwobi một lần nữa bật cao đánh đầu tung lưới đội chủ nhà. Ở những phút còn lại, Chelsea là đội kiểm soát thế trận nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. 90 phút trên sân Stamford Bridge khép lại với kết quả hòa 2-2. Chỉ giành được một điểm trên sân nhà khiến Chelsea tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. Còn với Nottingham Forest, trận hòa quý giá giúp họ duy trì khoảng cách 3 điểm với nhóm xuống hạng.